like and subscribe. Hôm nay tôi mời mọi người cùng theo tôi để mình đi xuống một cái bãi biển mà khách du lịch rồi dân địa phương thường hay xuống ở chỗ này để ăn hải sản rồi tắm biển đó. Gần như khách du lịch hoặc là người địa phương ai cũng đều đến nơi này, ai cũng đều đến nơi đây để tắm biển giải trí cuối tuần. Cái bãi tắm mà tôi nói khách du lịch hoặc là người địa phương á hay xuống dưới đây mà để tắm biển đó, vui chơi đó, đó là cái khu du lịch của bãi Sao. Đây là cái bảng, đây nhìn mọi người nha, đây mình quẹo vô, mình quẹo vô đây đó để mình đi vào cái khu bãi tắm của bãi Sao. Thì bãi tắm bãi Sao nó có gì đặc biệt đó mà ai cũng khoái? Thứ nhất là cái bãi biển này là mình tắm nó rất là vui, đông người, khách du lịch quốc tế rồi người Việt và người dân địa phương bãi biển này tắm đó. Ở trong đây nó có rất nhiều nhà hàng, rất nhiều nhà hàng ở gần dưới bãi biển để bán các loại hải sản, đặc biệt là cái món gỏi cá trích đó. Trong khu vực này là nhà hàng nào cũng làm cái món đó ngon hết á. Thành thử ra khách du lịch là người ta vào đây tắm xong rồi thưởng thức gỏi cá trích rồi những cái loại hải sản khác như là cá, như là ghẹ vân vân, rất là ngon. Còn về giá cả thì cũng bình dân thôi chứ không có đến nổi nha mọi người. Từ ở ngoài đầu đường tỉnh lộ 46 nối liền với đường Nguyễn Văn Cừ có cái bản hồi nãy tôi quay đó, thì mọi người đi xuống dưới bãi Sao này chắc khoảng tầm 3 cây số là tới biển. Bãi biển lúc nào cũng nước trong xanh, cát trắng nha mọi người nha. Bãi biển bãi Sao này cát là cát trắng, rất là đẹp đó. Còn ở bãi Trường thì là cát là cát vàng. Ở Phú Quốc thì bãi biển nó rất đa dạng nhưng chỗ nào cũng đẹp hết, không có chỗ nào xấu hết. Phú Quốc thì mọi người kiếm những cái nơi gọi là nó dân dã, nó thiên nhiên vẫn có. Mọi người thích mà hiện đại, nhộn nhịp, sang trọng, đẳng cấp cũng có. Mọi người thích bình dân đó, giống như tôi chẳng hạn, thì cũng có, cái gì cũng có hết. Sắp tới rồi nha mọi người nha. Đường này là mình đi một đoạn nữa là tới rồi. Rất nhiều nhà hàng, mọi người muốn chọn khu vực bãi tắm nào cũng được hết chứ không phải có một bãi tắm nha mọi người nha. Bãi biển đó thì rất là dài, nhà hàng thì nó liền kề, mọi người muốn chọn nhà hàng nào để xuống tắm sống tắm biển thì mọi người chọn đó. Đặc biệt là khi mình xuống tắm biển đó, thì ở trên nhà hàng người ta có những cái chỗ để mình tắm nước ngọt lại đó, phí chắc cũng rẻ thôi, 5-10 ngàn hoặc 20 ngàn gì đó, tôi cũng không nhớ đâu. Đây cũng có chỗ đi tắm biển nè, mọi người thấy chưa? Long Beach à, bãi Sao nè, Mỹ Lan nè, Mỹ Lan cũng có nè. Đó, ở đây mọi người đi xuống cũng được nữa. Đó. Ở bên đây cũng có nữa. Đó. Để tôi chạy thêm, để cho mọi người khám phá với tôi luôn nha. Tôi cũng khoái khám phá lắm. Để mình biết. Biết hết Phú Quốc có những cái chỗ này chỗ kia, chỗ nào như thế nào đó, mình biết để có bạn bè hoặc là thông qua những cái clip này thì cũng muốn gửi gắm đến mọi người để mọi người biết về Phú Quốc có những cái bãi tắm, có những cái nơi nào mọi người biết trước đi, rồi sau này mình đi mà dạng mình đi chủ động, mình đi riêng không phải đi tour đó, mình đi riêng đó, để được thoải mái đó. Thì như vậy mọi người sẽ có những cái gì đó cũng định hình trước phần nào rồi. Đây là cái khu của nhà hàng Che Du Gông. Cái bãi tắm của bên đây là của Che Du Gông. Đây.
sao nha mọi người. Mọi người nhớ 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 kỹ nha, bãi sao nha. Ở đây gọi là bãi sao. Đó. Đây. Đó, khu vực này. Bên đây là khu vực của mình đi đó, mình đi thẳng đường này là xuống dưới đám biển. Đó. Ra Phú Quốc chơi thì về vấn đề trộm cắp này nọ thì mọi thứ nó cũng không có vấn đề đó xảy ra. Đó. Mọi người mang đồ xuống bãi biển cứ để đó rồi xuống tắm. Xong rồi mọi người lên tắm nước ngọt lại. Có những cái bãi thì người ta thu tiền tắm nước ngọt, còn có những cái bãi thì không. Nó tùy. Có thể là người ta sẽ phụ thu vào những cái món ăn này nọ, tôi không rành lắm. Nhưng nôm na nếu mà có thì cũng không đáng bao nhiêu. Bây giờ tôi chạy qua bên kế bên ha mọi người nha. Kế bên nó có mấy cái nhà hàng rồi có mấy cái bãi tắm nữa. Rồi, tôi vừa hoành ra đây thì ngay chỗ này nó có cái bảng để là Mỹ Lan nè, mọi người thấy chưa? Nhà hàng Mỹ Lan. Thì quẹo vào nhà hàng Mỹ Lan này nó cũng có vài nhà hàng trong đây chứ không phải một chỗ Mỹ Lan không đâu nha mọi người. Mọi người cứ đi vào đây, cứ chạy xe thẳng vào. Đó, thẳng vào. Rồi mình xuống mình tắm biển. Tắm biển xong rồi mình muốn lên mình ăn nhà hàng mình ăn, còn không ăn thì mình đi về, không sao hết. Không có ai kêu réo mình ý kiến ý cò gì đâu. Rồi cứ vui vẻ đi chơi thì cứ hưởng thụ, muốn ăn thấy cái nào ngon thì vô ăn thôi, giá cả phải chăng. Đó, ở đây là hai bên, một bên là nhà hàng bãi sao, một bên là nhà hàng Mỹ Lan. Nhà hàng bãi sao lần tôi với Mỹ Lan đây. Bây giờ tôi chạy vô chỗ Mỹ Lan nha, cho mọi người thấy nha. Đây Mỹ Lan đây. Đó, xuống như bãi biển luôn cho mọi người coi khám phá bãi biển nó đẹp cỡ nào. Đây là sân bãi tắm nè mọi người. Đó, đây có những cái nhà hàng nè. Đây có những cái nhà hàng bàn ghế, nhà hàng sắp xếp để mọi người có nhu cầu ăn uống thì mọi người ngồi những khu vực này nè. Nhà hàng bằng lá mát lắm. Rồi đây nha mọi người, bãi sao đây. Đó. Bãi biển rất đẹp, khách rất đông. Đây là cá trắng nè mọi người nha. Đó, bãi sao thì là cá trắng. Còn bãi trường thì là cắt vàng. Đây cắt trắng này. Đây là khách tắm biển quá trời, mình thấy chưa? Vui chưa? Đó. Bãi biển rất đẹp và khách tắm hàng ngày nha mọi người, vui lắm. Đó, mọi người có ra đây du lịch thì nhớ ghé bãi sao. Đó, tắm biển, biển rất là sạch, cát thì trắng tinh. Ở trên là khu vực nhà hàng nha mọi người nha. Đó, tắm xong mọi người muốn ăn uống mọi người lên đây. Ở phía chỗ này gọi là mũi ông đội nè, thì tôi sẽ có một chuyến trải nghiệm ra đây để tôi làm một cái clip. Đó, để gửi đến mọi người.
Rồi, tôi xin kết thúc cái clip này ngay tại đây nha mọi người nha. Mà mọi người thấy hay, ý nghĩa, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nha mọi người. Chúc mọi người có một chuyến du lịch Phú Quốc, ghé biển bãi sao tắm thật là vui nha.